Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì hôm trước cũng có bạn comment kêu mình đó là mua mấy con ba ba các bạn, mấy con ba ba con á, ba ba baby á, thì về nuôi. À, thì hôm nay mình cũng đến chỗ tiệm bán cá cảnh á, thì mình mua được mấy con, do tiệm hết rồi, còn có ba con à, nên mình mua được ba con nữa các bạn. Đó, mình mới tháo cái bịch ra để cho nó thoải mái các bạn, mình bỏ trong hộp này. Đó, mình mua được ba con, đó về mình làm cái hồ mình nuôi ha. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem ba con ba ba này nha. Ba ba dễ thương lắm các bạn, một xíu à. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó thì đây là ba con ba ba nha các bạn. Đó mình mua ở ngoài tiệm cá cảnh nè. Đó 10k một con nha các bạn, 10.000 một con. Đó giờ ở tiệm cá cảnh người ta còn có ba con, mình mua ba con về mình nuôi trước đi ha. Mình coi nó có dễ thương hay không, rồi có sống khỏe hay không thì mình tính tiếp nha các bạn. Đó bạn thấy không, ba con ba ba nhỏ xíu à. Đó, này ngón tay cái của mình nè, nó bự hơn ngón tay cái mình chút xíu à. Đó, bạn thấy rất dễ thương luôn ha. Đó, ba con nha, 10.000 một con. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi làm một cái hồ ha. Mình set up một cái hồ ha. Và mình bỏ nó vô mình nuôi. Và chờ rồi mình quay cho các bạn xem ha. Đó, giờ mình sẽ đi chuẩn bị những cái vật tư để mình làm cái hồ nha các bạn. Rồi, thì mình đã chuẩn bị được một cái thùng nha các bạn. À, thùng nhựa 10 lít ha. Mình cũng bỏ nước vô rồi, nước này mình cũng đã xử lý 2 ngày rồi. Đó, mình để cho nó bay mùi clo. Với lại mình cũng bỏ, bây giờ mình sẽ bỏ thêm một cái miếng đá vô ha, để cho mấy con ba ba nó leo lên, nó bơi, nó nghỉ ngơi, nó leo lên đây nó nghỉ ngơi nha các bạn. Đó, một đá nha các bạn. Đó, tại vì mình sử dụng cái thùng 10 lít này thôi, tại vì mấy con ba ba này còn ba bi các bạn, rất là nhỏ. Đó thì mình sẽ cho nó ở trong đây ha. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm rong vô nữa cho nó, tạo cho nó sinh động cái chuồng nha các bạn. Đó, mà mình tìm cái rong màu xanh lá cây mà không có bạn, nó chỉ người ta chỉ bán cái rong màu nâu 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 thôi. Đó, bỏ vô mấy cọng nữa các bạn cho nó đẹp cái chuồng ha. Đó, đưa vô mấy cọng rong bỏ vô đó, cho nó sinh động cái chuồng, lại có cái thủy sinh nữa các bạn, tạo cái thủy sinh cho cái chuồng ba ba của mình ha. Mình mới lấy thêm một cọng nữa đây, bỏ đây nha các bạn. Thì cái cọng này không có cái đọt, nên mình lấy cái cọng khác đó nha. Đây, nên mình lấy thêm cái cọng này. Này, cái cọng kia nó không có cái đọt, nhìn nó không có đẹp, cái lệ nó không có tốt các bạn, mốt nó còn mọc ra nữa mà. Đó, bỏ vô cho nó phủ cái chuồng của mình cho nó sinh động, xanh 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 nó đẹp ha. Đó, rồi cơ bản vậy đi các bạn ha. Đó, mình nuôi cũng đơn giản thôi, mình không thích cầu kỳ nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ thả mấy con ba ba này của mình vô nha các bạn. Đó. Nãy giờ mình đem về mình cũng cho nó ngâm nước cũng cả tiếng rồi. Đó, thả vô nha. Đó, giờ để mình cầm cái máy lên mình quay cho các bạn xem nha. Ở đây mà ba con nè các bạn, ba con nó chui nè. Đó, mình mới vừa thả vô thì ba con nó chui đây nè, có một con thì nó leo lên cục đá nè. Đó. Do nó còn mới, nó lạ cái hổ các bạn, nên nó còn hơi nhát nên nó tụ lại chỗ các bạn. Đó các bạn thấy không? Có con này leo lên cục đá nằm nè. Đó thì mình để cục đá như vậy đó, thì những con nào mà nó bơi nó mệt á thì nó sẽ leo lên cục đá nó nghỉ mệt, nó nghỉ ngơi vậy đó các bạn. Đó, ở dưới đó mình có chia mấy cái cục đá nhỏ thì những cái con ba ba này nó sẽ chui xuống dưới ha. Đó, nó chơi nó trốn gì trong đó ha. Đó, trú ẩn rồi đó. Ủa, có con tóc con này, để mình lấy cái cọng tóc lên chỗ cái con ba ba kia. Đây. Đó thì do mình cũng chưa có kinh nghiệm mà nuôi ba ba nha các bạn. Đó thì cũng có bạn kêu comment kêu mình mua ba ba về nuôi thì mình cũng chưa có kinh nghiệm ha. Các bạn nào có kinh nghiệm thì comment cho mình biết nha. Đó, đây là lần đầu tiên mình nuôi ba ba con nha các bạn. Rồi, nhà mình chỉ có đùa con rồi thôi đó, mình chưa có nuôi ba ba thì có bạn comment kêu mình mua ba ba về nuôi thì mình cũng thấy thích ha. Mình cũng đi đến tiệm cá cảnh gì mình mua về mấy con gì mình nuôi. Đó, do mình chưa có kinh nghiệm mà mình cũng chưa biết là cho nó xin ăn như thế nào ha. Đó thì mình nãy mình cũng hỏi tìm cá cảnh nó cho nó ăn cá con các bạn. Đó thì mình thấy ăn cá con thì cũng hơi tội tội. Đó thì các bạn nào biết có thức ăn nào tốt cho ba ba thì comment cho mình biết nha. Đó, đây mình cũng mới dịch mua về nên mình cũng chưa cho nó ăn đâu. Đó thì một ngày sau mình mới cho nó ăn. Đó thì các bạn nào có biết thức ăn nào tốt cho ba ba thì comment cho mình biết nha. Đó, đây. Còn bà này đang chắc đang đói gì đây, đi lục lội gì nữa các bạn.
Như trên màn ảnh nó có một cái bóng đèn led các bạn, thì các bạn coi các bạn thông cảm mình nha, tại cái nhà mình hơi tối nên mình phải dùng đèn mình quay các bạn đó, nên trong cái màn ảnh nó có hình ảnh cái bóng đèn, các bạn thông cảm mình nha. Đó đây bàn 33 của mình nha bạn. Đó thì để vài bữa nào mình coi tiệm mới có đem 33 mới về nữa không, nếu mà có đem về nữa thì mình sẽ mua thêm mấy con nữa, nó cho hồ nó sinh động thêm nữa đó. Chứ có mấy con nhìn thấy nó hơi trống trống xíu đó, cái con này nó bong 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 đẹp kìa các bạn. Chỗ này không bị mất nét quá, để mình lấy nét lại nha. Đó các bạn thấy cái cổ nó các bạn, nãy giờ mình để ý cái cổ nó rất là dài luôn, cái mỏ nó cũng nhọn nè, nó cổ đưa là rất là dài luôn các bạn. Đó nay mình cũng để ý nữa, ở chân nó thì có màng màng nha các bạn, ở chân nó có màng màng giống như mấy con rùa mà tai đỏ các bạn đó, để dùng nó bơi các bạn đó, giống như cái chân vịt đó các bạn đó. Rồi chỉ không phải bài bài nhàng để mình ngừng máy nữa nha. Nó nhà mình ngay cái lằn bay máy bay các bạn, nó mỗi lần mình quay cái có máy bay bay ngang mình phải ngừng máy nha, các bạn cũng thông cảm mình cái đó nha các bạn. Tiếng máy bay bay ngang ồ lắm đó. Thì con này nó cái chân nó có màng màng như cái chân vịt các bạn, để dùng nó bơi các bạn đó. Đây cũng lần đầu tiên mình nuôi 33 nên mình cũng hơi bỡ ngỡ xíu nha các bạn đó. Bạn nào có kinh nghiệm nhiều thì chia sẻ cho mình biết nha đó. Ở dưới đây dưới cái nền mình nó có dính một miếng miếng gì đỏ đỏ giống như trùng chỉ, nãy con mình làm rớt nè, chứ phải trong cái hồ nha các bạn, ở dưới nha, dưới cái nền nha. Đó, nãy chắc con mình cho cá ăn làm rớt đây nè, chưa dọn nè. Đó ba con giờ nó chui vô đây nè, có con kia nó cứ trốn dưới cục đá vậy. Đó, nãy mình thích cái con mà cái nó có bong bong đốm đốm như cái mai đó các bạn, nãy nè coi nè. Đó, mà nãy giờ mình chưa quay được nó chui luôn mà. Đó các bạn thấy không, có cái mai nó kìa, các bạn thấy không, bong 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 à, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Con kia thì bong ít, con này bong nhiều ghê luôn á. Đó, mình có ba con đó, nhưng mà phân biệt được cái thì mình chưa biết nha các bạn, đó, do mình chưa có kinh nghiệm nhiều, con này mình cũng mới nuôi lần đầu tiên luôn các bạn. Đó ba con 33 rất là dễ thương luôn hả các bạn ha. Đó này có 10.000 con các bạn, cũng khá là rẻ luôn các bạn. Mình tưởng đâu cũng mắc lắm, nhà đâu mình ra mình hỏi thì có 10k một con thôi. Đó, mình cũng định mua 5-6 con gì đó nhưng mà do tiệm hết rồi. Đó, chỉ còn 3 con là mình lấy hết 3 con luôn. Đó, về mình nuôi, thử coi. Ha, nếu ok thì vài bữa đó mình ra đây coi tiệm có nhập hàng gì nữa không thì mình bắt để thêm mấy con nữa mình thả vô hồ ha, cho nó đẹp ha bạn ha. Đó, vì giá cũng khá là rẻ. Đó, thì bây giờ mình để mấy con 33 này nó để yên nha các bạn. Tại vì cũng mới về nên mình cũng không có dám mà quậy nó nhiều, để cho nó thoải mái, để nó tập làm quen với lại cái môi trường mới đi ha. Đó thì cái video hôm nay là do có mấy bạn kêu mình đó là mua 33 về nuôi. Đó thì mình cũng đi tìm mua, thì mình tính tìm cá cảnh mình mua, nhưng mà do tiệm còn có mấy con à. Đó, còn chỉ còn có 3 con thôi. Đó nên mình mua 3 con thì mình nuôi đó, trước. Đó thì nếu mà dễ sống á thì mấy con 33 sống khỏe dễ thương á thì mình sẽ mua tiếp mấy con nữa nha các bạn. Đó, giờ mình cũng mới tập nuôi nên mình cũng chưa có kinh nghiệm ha. Đó thì có bạn nào mà có kinh nghiệm nhiều thì comment chia sẻ cho mình biết nha. Đó vậy con 33 này nó ăn cái gì tốt. Đó giờ nó sống vào trong nước thì sao, thì đó thì cái chuồng mình set up gì đó thì các bạn coi, các bạn comment góp ý thêm cho mình nha. Đó là thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.